Ok, chào bạn. Có một bộ tool có mấy chục nghìn dành cho thợ sửa điện thoại nhé. Thợ điện thoại là chính, chứ các thợ khác không dùng được đâu. Đây này, nhìn rất chất chơi. Một này, một cái xe beng này. Đây, tất cả những cái tờ tô vít của chúng ta đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 16 cái món dụng cụ dành cho thợ điện thoại. Vậy là chúng ta chia thử ra cho chưa đến 6.000 một cái, 5-6.000 một cái. Đây các bạn, 5-6.000 một cái tool hỗ trợ chúng ta. Nãy mở này, mấy cái bằng nhựa, còn mấy cái bằng sắt. Còn nó dùng làm gì, dùng như nào thì các bạn đừng xin hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé. Bao cao su các bạn chẳng xin bao giờ, vẫn dùng như rồi, huống chi những đồ tool sửa chữa này đúng không ạ?